Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7, trong hai ngày mùng 10 tháng 10 và 11 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhiều nơi xuất hiện mưa lớn, lượng mưa trung bình đạt trên 95mm. Mưa kéo dài đã gây ra hiện tượng sạt lở đất tại một số địa điểm công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Tại km số 0 400 và km số 0 500 trên tỉnh lộ 435 đi qua khu vực tổ 7, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Xuất hiện các vết trượt mái ta luy dương dài hơn 50m và cao khoảng 60m, ước tính khối lượng đất đá sạt lở lên đến hàng nghìn mét khối. Sau khi sự việc xảy ra, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời, thực hiện lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân và phương tiện giao thông di chuyển an toàn. Cùng với đó, vận động các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở di chuyển tới nơi an toàn.